Lần đầu cho em xin dưới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi Eldo trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em không làm cái video giới thiệu các sản phẩm audio nữa mà em xin giới thiệu anh các bác một cái CD của ca sĩ Thương Bùi. Đấy, được mới phát hành để các bác cùng thưởng thức. Thì CD này được phát hành là tháng 6. Đĩa gốc của nó bây giờ là 150.000, bên em có bán. Đấy, bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ tiếp em. Hôm nay em làm cái video test nhạc cho các bác được thưởng thức, được thư giãn. Các bác đeo tai phone vào để thưởng thức giọng hát của Thương Bùi với CD là Tình Như Khói Mây. Rơi trên đường vắng, đôi chân lang thang tâm tư trong lắng. Hạt mưa gieo rắc nỗi buồn cho thế gian sầu, thương mỗi duyên đầu, yêu lứa đôi nghèo. Giây phút ngỡ ngàng đôi lứa thôi đành ra từ đêm mưa. Rơi trên đường vắng, đôi chân lang thang tâm tư trầm lắng. Hạt mưa gieo rắc nỗi buồn cho thế gian sầu, thương mỗi duyên đầu, yêu lứa đôi nghèo. Đội mưa mà đi, đi trong mưa rơi tầm ta, hoang mang bâng khuâng ai mong từ xa. Hạt mưa rơi ướt mi nàng sẽ thắp tim chàng, giây phút ngỡ ngàng đôi lứa thôi đành ra từ em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Bác nào có nhu cầu mua CD Thương Bùi album là Tình Như Khói Mây thì anh hãy liên hệ với em với số máy là 0907 223269. CD này 150.000.
Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video sau.